Trống thấm từ bên ngoài xưa rồi, bạn đã nghe qua trống thấm ngược. Chắc hẳn bạn đang rất thắc mắc cụm từ trống thấm ngược và lý do tại sao nhà Natoli sử dụng công nghệ này lên tất cả các sản phẩm đúng không? Ngăn nhỏ phía trước hầu như nước không bị thấm vào nên giấy không bị ướt. Ngăn chính nước chảy vào khá ít, chủ yếu chảy vào từ dây khóa kéo nên giấy chỉ bị thấm một ít nước. Ngăn laptop nước không hề bị thấm vào, nên bạn có thể yên tâm bảo quản laptop của mình. Bạn cũng có thể thấy ba lô nhà Natoli bảo vệ hậu 85% và nước mưa chỉ có thể vào ba lô được một ít. Khí hậu tại Việt Nam là một môi trường rất tốt cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, đặc biệt là trong môi trường ẩm thấp. Theo nghiên cứu gần nhất của một nhà khoa học, chiếc ba lô không vệ sinh thường xuyên chứa số lượng vi khuẩn gấp 3 lần một cái bộ vệ sinh. Có hiểu được điều đó, nhà Natoli áp dụng công nghệ chống thấm hai lớp trên sản phẩm, chống thấm từ bên ngoài và chống thấm từ bên trong. Vải lót được cấu tạo 100% vải calicite và được phủ nano chứa nước. Việc này giúp nước chảy